Mến chào cô chú anh chị đến với kênh Lê Quý Bonsai nha. Thì hôm nay quý có quay một cái clip về vườn của quý để giao lưu với cô chú anh chị một lô gốc Mỹ mà ghép 6 màu nha cô chú anh chị. Thì trong đó 6 màu sẽ có là màu cam lửa nè. Đây cô chú anh chị. Và màu tím lửa nha cô chú anh chị. Tím lửa và đỏ lửa nha. Đỏ lửa và ba màu thái nữa nha. Ba màu thái là phớt hồng với màu vàng với màu hồng nha cô chú anh chị. Màu trắng phớt hồng với màu vàng nha. Là tổng cộng là 6 màu nha cô chú anh chị. Thì do là vườn của quý hiện tại giờ rất là chặt rồi. Thì quá trời tàn nó ra quá trời nhiều nè cô chú anh chị. Đó, tàn nó ra quá trời đặc rồi. Mà vườn của quý thì nó chặt quá trời chặt rồi. Thì quý cũng muốn giao lưu với cô chú anh chị vài chục cây thôi. À, quý sẽ bán cho cô chú anh chị mình lựa luôn nha. Lựa phôi luôn nha, lựa từ cây luôn. Thì cái chiều cao của cái cây của em của nhà vườn của quý thì nó tầm 1,5 m nha cô chú anh chị. Tầm 1,5 m thoát thân đẹp. Đó. Thì cái cây của quý nè. Đó, bộ đế thì bao cô chú anh chị mua về bán lại luôn nha. Đó. Quý quay sơ lược cho cô chú anh chị luôn. Thì quý chỉ bán vài chục cây thôi nha cô chú anh chị. Thì quý bao cho cô chú anh chị mình lựa luôn. Quý tổng thể cái vườn của quý cho cô chú anh chị xem. Do cái dạng tàn nó ra quá trời nhiều rồi cô chú anh chị ơi. Đây, nó cứng hết rồi, quý để sát quá đó. Tại vì nó quá trời mà nó dày tàn rồi. Quý muốn ra một số cây để gian cái cây ra cho nó rộng cho tàn, dạng tàn nó lớn. Hẳn giao lưu cho cô chú anh chị về mua bán lại luôn. Thì quý cũng nói là cái cây này là quý không bán lẻ nha cô chú anh chị. Dạ không bán lẻ nha. Thì cây bự nha, quý giao lưu cho cô chú anh chị lựa luôn. Thì nói chung cái lô cây này thì của quý thì giá thì nó tầm 2 triệu mấy rồi nha. 2 triệu mấy một cây thôi. Thì quý cũng báo giá cho cô chú anh chị mình cũng tham khảo 2 triệu mấy rồi nha, không có cao đâu. Thì quý cho vô lựa vườn lựa luôn mà, 100 mấy chục cây, quý cho lựa thoải mái luôn. Thì lựa số lượng nha cô chú anh chị. Thì quý chỉ bán là lựa số lượng từ 40 cây trở lên nha cô chú anh chị. Đó. Dàn xương đây nè, nó dày quá trời cô chú anh chị ơi. Thì quý sẽ quay tổng thể cái vườn cho cô chú anh chị mình xem nha. Đó, nó dày gì nè. Nó dày nhầm cây mà nó nằm ép trong đây luôn cô chú anh chị. Bởi vậy nó không có vượt lên. Quý muốn giao lưu một số rồi nó sẽ gian ra sẽ vượt lên nha. Nè phụ đế nè, thoát thân đẹp. Cây này có thể 1,7 m luôn nha cô chú anh chị. 6,7 m luôn nha. 6 màu nha cô chú anh chị. Tại do vườn quý chặt quá. Đó. Cây cối không nha cô chú anh chị. Thì quý cũng nói trước là giao với lưu là giá chỉ có 2 triệu mấy thôi nha cô chú anh chị. Thì như tỷ cô chú anh chị gọi mà có mua bán lô thì quý không có giao lưu nha. Quý bán cho cô chú anh chị lựa về bán luôn. Do vườn quý chặt quá. Nè, dàn phôi quý của quý để nè. Bích chặt hết trơn rồi cô chú anh chị ơi, không có chỗ để luôn. Bên đây để phân để bọng này kia. Đó. Nè. Dàn phôi của quý lên chậu rồi để nè. Đó. Quá trời chặt rồi cô chú anh chị ơi. Thì cô chú anh chị mà có mua nhã ý muốn mua cây của quý á, cây hàng ghép của quý á, thì tới vườn nha, tới vườn của quý đi coi cho nó chắc. Còn quý không bán qua hình ảnh nha, nói trước là quý không bán qua hình ảnh, thì quý chỉ bán là tại vườn, tới vườn xem. Ok thì cô chú anh chị ủng hộ nhà vườn của Lê Quý nha. Tổng thể cái vườn của quý vậy đó. Quá trời chặt rồi cô chú anh chị ơi, để tá lả chân nè cô chú anh chị ơi. Phôi nè, quý để nè. Ngã nghiêng ngã ngửa nhóc trơn nè. Lô này thì về cô chú anh chị mình lên cái chậu sành thì về bán lại thì khỏi nói rồi. Quý chỉ để giá 2 triệu mấy thôi. Còn nhà phôi không dài quý bán á, thì giá cũng mấy triệu một cây không à. Thì nói chung đó, tại sao mà quý bán lô cây này cho lựa luôn mà chỉ có 2 triệu mấy thôi. Đó. Phẩm cao hết trơn luôn nha cô chú anh chị. Đó. Đế thì khỏi nói luôn cô chú anh chị ơi. Bao cô chú anh chị là cao 1,5 m nha. Có
có 1m7 1m8 luôn. Bộ đế sổ rất là cao luôn cô chú anh chị. Đây cô chú anh chị ơi, bộ đế sổ nè. Thì vành thì nó đây quý bác tay nè, 20 mấy trở lên nha cô chú anh chị. Một cốt này là dàn vành nó không có lớn nha cô chú anh chị. Đó. Không có lớn. Đó. Thì quý bao là 1m5 trở lên. Còn cái vườn quý á, thì quý cũng có mua mấy cây giống á cô chú anh chị. Mấy cây giống nè, mấy cây giống đã về ghép dàn cây đó, dàn cây mà quý mới quay đó. Đó. Thì quý cũng giao lưu luôn. Đây. Quý giao lưu mấy cây này luôn nha. Cây này là chỉ cam lửa không à nha. À, về cô chú anh chị mình lấy giống cũng được nữa. Thì tới vườn của quý đi. Thì cái cây cái loại này nè là quý hỏi mới mua là 250.000. 250.000 một cây, là mỗi cây là một màu nha cô chú anh chị, một màu nha. Có quý mua là cam lửa với tím lửa là một màu, mỗi cây một màu. Thì quý mua 250.000 một cây thì cô chú anh chị tới vườn của quý á thì quý để lại cho cô chú anh chị mình 200 thôi nha. 200 thôi. Quý không có, tại vì quý không có chuyên gì bán ra cái hàng nhỏ nhỏ này. Nó chuyên hàng phôi nhiều hơn. Tại vì chủ yếu mình mua gì mình lấy bo mình ghép á, rồi giờ bo ghép xong hết rồi. Thì quý muốn giao lưu lại cô chú anh chị mình chỉ có 200.000 một cây thôi. Mà quý không hả, quý bán tại vườn nha cô chú anh chị, chứ không có ship nha cô chú anh chị. Quý không ship code nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị có tới vườn tham khảo á, rồi có mua được cây nào thì cô chú anh chị mình ủng hộ em nha. Thì nhà vườn của em là ở ấp Khánh Nhơn, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp nha cô chú anh chị. Thì cách xa đét khoảng chừng 2-3 cây số nha cô chú anh chị. Nói chung là cũng giáp danh đấy nha cô chú anh chị. Nhưng mà cách lặn qua khoảng chừng 3 cây số 3-4 cây số nha cô chú anh chị. Đó, thì quý cũng quay một dàn sơ lược cho một lô cây cho cô chú anh chị mình xem. Không phải nhỏ hết nha cô chú anh chị. Thì quý đã bán cho cô chú mình lựa rồi. Cô chú anh chị mình lựa rồi là bộ đế cây nào nấy là khỏi nói luôn. Khỏi phải chơi. Lực từ trên xuống dưới. Đó. Độ thoát thân rất là đẹp. Về cô chú anh chị mình lên dù hoặc làm bằng trà là ok. Cô chú anh chị về làm bằng trà đi, rất là ok luôn. Đưa bộ đế lên cái bằng trà một cái là thôi khỏi nói luôn cô chú anh chị ơi. Về bán cho khách làm bằng trà là ok nha. Đó. Thì quý cũng tổng thể cái vườn của quý cho cô chú anh chị mình xem. Đây, dòng ở trên đây luôn. Đây. Thì quý cũng có mấy cây cây mà một cốt lên gì nè. Cũng ghép 5 màu Thái nha cô chú anh chị. Đó. Tổng thể vườn cho cô chú anh chị mình tham khảo. Đây, cái hàng này là cam lửa nè cô chú anh chị. Quý cũng giao lưu 200.000 nha, tại vườn nha cô chú anh chị. Quý bán lại để quý lấy vốn nha, chứ quý cũng có chuyện bán mà hàng này, nên quý chỉ bán có 200.000 thôi. Quý mua thật sự là 250.000 nha, chứ không có rẻ đâu nha cô chú anh chị. Đây, có cây này cũng hai màu nè. Màu cam, cây này hai màu nè. Màu cam và màu tím nha cô chú anh chị. Đó. Thì tổng thể cái vườn cây của quý nha vậy. Thì vòng vòng xung quanh đây nữa nè, có cặp giấy màu nữa cô chú anh chị. Quý đi ra đây hơi rung lắc, cô chú anh chị cũng thông cảm nha. Thì quý cũng có cặp giấy màu màu đỏ nè. Đây, bộ đế khỏi quay nói, ủa cái dàn xương khỏi quay nói luôn. Về cô chú anh chị ghép thái một cái là khỏi nói luôn cô chú anh chị. Cặp giấy màu nha cô chú anh chị. Thì cặp giấy màu này quý giao lưu tại vườn chỉ có 6 triệu thôi nha cô chú anh chị. 6 triệu thôi. Giấy màu này có ôm đó nha cô chú anh chị. Thấy gì chứ lớn lắm nha. Cái chậu 7, một cây bự này là chậu 7 nha. Còn chậu nhỏ là chậu 6 nha cô chú anh chị. Đó, cặp này quý giao lưu tại vườn chỉ có 6 triệu thôi. Quý xả đang ăn quý lấy quý dọn cái vườn để gian cái dàn cây thái 6 màu lên ra nha. Thì cặp dù này cô chú anh chị cũng ủng hộ thì quý cũng giao lưu giá rẻ thôi. Nói chung quý cũng giấu cái giá đi nha cô chú anh chị. Cặp dù Sakura nha. Ghép Sakura nha cô chú anh chị. Quý giấu giá nha cô chú anh chị. Thì cái clip quý cũng có giao, quý cũng có báo giá trên cái YouTube của quý rồi. Thì hôm nay quý cũng có báo giá lại cho cô chú anh chị mình ủng hộ nha. Đang em dọn vườn chứ không vậy chứ á. Dọn vườn cho chống cái vườn này quý gian cây ra nha. Quá trời chặt rồi. Thì cũng có một số cây tím bóm nè cô chú anh chị. Tím bóm nè. Quý cũng mua của người ta nè. Quý mua của người ta thật sự là giá cũng cao lắm nha cô chú anh chị. Không có rẻ đâu. Không có rẻ đâu nha cô chú anh chị. Đó, dàn cây này cô chú anh chị nhìn thấy chắc cũng quen lắm á.
cũng có cao lắm nha, chứ không có rẻ. Thật sự là vậy. Đó. Đó. Quý cũng có cốc nữa là cô chú anh chị. Quý một cốc thì quý bán. Đó, Sakura nha cô chú anh chị. Một cặp này xứng đôi luôn nha. Một nét một. Đó. Thì hôm trước á, thì hôm trước quý cũng có đăng một cái cây này nữa nè. Clip trước á. Về cây cẩm thạch tím này nè, mà quý giao lưu rồi nha cô chú anh chị. Đó. Quý giao lưu rồi. Còn cái thái này cũng rất rẻ nè, cô chú anh chị ủng hộ thì cảm ơn cô chú anh chị. Giá thì rất là rẻ luôn. Quý cô chú anh chị mà tới vườn đi. Cỡ nào quý bán cũng được hết. Bao cô chú anh chị bán luôn nè. Số tím bớm nè. Tới vườn đi. Cỡ nào quý bán cũng được hết á. Nói chung lời lỗ không quan trọng thì quý hết quý bán à. Tự động quý bán à. Còn ship thì quý không ship nha cô chú anh chị. Nè, cũng có mấy cây này em quý làm dù nè. Quý làm dù nè cô chú anh chị. Thì tổng thể vườn quý rất là nhiều cô chú anh chị ơi. Để nè. Tá lả chân cô chú anh chị ơi. Nhiều lắm cô chú anh chị ơi. Quá trời luôn. Dạng pho một gãy quái. Cây này quý trồng lại nè. Cây này quý lên trồng, quý trồng lại. Đợt trước quý ghép mà bị rớt á. Ủa dính nhưng mà nó lộn màu á. Màu cẩm thạch tím mà không siêu bông á. Nên quý tuột hết trơn luôn. Quý đem ra quý trồng lại luôn. Quý đem cái đất trồng lại thì sau này nó sẽ lên tiền nha cô chú anh chị. Rồi thì tổng thể cái vườn của quý cho cô chú anh chị mình xem nè. Đó. Quá trời dày đặc rồi cô chú anh chị ơi. Thì quý cũng thông báo lại là quý chỉ bán giá là 2 triệu mấy thôi nha cô chú anh chị. 2 triệu mấy một cây thôi nha, nhưng mà quý cho lựa nha, lựa thoải mái luôn, gốc chà bá không. Đó, do nó chặt vườn quá bung tàn ra không sể đâu cô chú anh chị ơi. Cái dàn thương này mà nó ra một cái quý đã kê một kê nha cô chú anh chị. Nãy quên giới thiệu là quý kê một kê nha. Kê một kê là ngọn rồi nha. Thì bao giờ cô chú anh chị bán lại luôn. Đó. Kê một kê rồi nha cô chú anh chị. Đó. Thì quá trời chặt rồi cô chú anh chị ơi. Thì đó. Bất chịch hết trơn rồi. Giờ quý chỉ có nhiêu đây thôi. Thôi để tá lả cho cô chú anh chị ơi. Thì rất mong sự ủng hộ của cô chú anh chị nha. Thì số điện thoại của quý cũng có để trên tiêu đề á. À, tiêu đề trên màn hình đó cô chú anh chị, góc trái màn hình đó cô chú anh chị ơi. Thì có cần gì thì liên hệ hỏi ấy nha. À, nói chung giá thì quý cũng báo là trên 2 triệu đó, thì cho cô chú anh chị mình lựa đó. Thì chỉ cô chú anh chị có thể kết bạn Zalo rồi quý sẽ gửi vị trí của quý cho cô chú anh chị mình tới tham khảo nha. Rồi, quý cô chú anh chị xem kênh nếu có thấy hay thì cho con xin một lượt đăng ký kênh ủng hộ kênh con nha. Càng phát triển lên quý nhập phôi về quý bán cho cô chú anh chị mình giá rẻ rẻ lại. Tại vì phôi thì giá tiền nào của nấy thôi cô chú anh chị ơi. Cây đẹp thì giá tiền thì nó hơi cao. Còn cây xấu thì tiền rất là nhiều, nhưng quý cũng không có đam mê về cây xấu đâu cô chú anh chị ơi. Quý hàng độc lạ không à, hàng quái, hàng độc lạ không à. Chứ không có bán hàng mà tầm chung chung nữa. Quý bán còn độc lạ, một là được của đế lớn, hai là độc lạ nhất là quý bán à. Đó. Rồi, quý xin chúc cô chú anh chị xem kênh vui vẻ nha. Rồi, quý xin kết thúc like ở đây ạ. À.